Giữ vượng hành gây náo loạn mạng xã hội sau cảnh động phòng đắt giá. Tập viên mời đánh úp bất ngờ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân diễn cảnh hôn gia sao mà bùng nổ mạng xã hội từ Trung sang Việt. Tình tiết thẩm lý Triệu Lệ Dĩnh cưỡng ép hành chỉ Lâm Canh Tân động phòng lập tức khiến cộng đồng mặt phim một phen xôn xao. Hiện tại trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo hay Facebook, mặt phim đang cùng nhau thảo luận không thể sôi nổi hơn về cảnh phim này. Đáng chú ý có gần 20 từ khóa liên quan Giữ Vượng Hành xuất hiện trong top đầu xu hướng tìm kiếm Weibo. Cảnh viên phòng đắt giá trong Giữ Vượng Hành, quay cảnh hôn không mở miệng, Lâm Cẩu có được không, Lâm Cẩu uổng công yêu đương rồi. Trong số đó nam chính Lâm Canh Tân trở thành tâm điểm, neo thẳng lên vị trí đầu tiên trong top xu hướng tìm kiếm của bảng giải trí Weibo với lượt tương tác tăng dần đều. Đối với mọt phim ngôn tình và fan couple sở kiểu chuyện, có thể khẳng định cảnh Hành Chỉ và Khẩm Ni thực sự hoàn toàn thuộc về nhau là điều khiến họ mong chờ hơn cả. Dẫu cho cảnh quay bị hạn chế rất nhiều vì khuôn khổ, không thể nào thể hiện sát từng chi tiết trong tiểu thuyết, song Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn thành công làm thỏa lòng đông đảo người hâm mộ. Hai diễn viên đã thể hiện rõ cảm giác do dự rằng co của việc khống chế bản thân với khao khát mãnh liệt, mong muốn được ở bên nhau của hai con người bị ngăn cản bởi trách nhiệm và vận mệnh. Song song với đó là sự quả quyết là dứt khoát buông thả một lần để không phải nếm trải cảm giác hối hận nuối tiếc thêm lần nào nữa. Hành Chỉ và Thẩm Ni đã 5 lần 7 lượt ép mình buông tay, luôn luôn phải tự nhủ, tự nhắc bản thân không thể đi quá giới hạn, không thể đánh mất lý trí. Mỗi một khi lỡ nuông chiều cảm xúc của bản thân lại chợt bừng tỉnh, mỗi người sợ hãi càng lún sâu, càng không thể nào thoát ra khỏi mộng đẹp hạnh phúc. Một người vì đã từng đánh mất mà sợ hãi, một khi mộng tỉnh nàng cũng sẽ tan biến theo. Tình cảm đã khắc cốt ghi tâm làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt, sao có thể kiềm nén mãi, sao có thể không muốn cam đảm một lần thật sự thuộc về nhau, để thỏa lòng để thấy cam tâm phần nào. Thẩm Ly từng hôn Hành Vân trước khi trở về linh giới để khẳng định tình cảm của mình với Hành Vân, cũng xem như lời tạm biệt vì cả hai có duyên không vận. Với tình cách của Thẩm Ly cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ quả quyết, nàng mạnh mẽ đến mức dường như không có bất kỳ một nam nhân nào trên đời đủ sức ở phía trước che chắn bảo vệ nàng, đừng nói chi đến yêu thương nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Thế nên chỉ có thể là Hành Chỉ, chỉ có một người đủ mạnh sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nàng chu toàn mới xứng nắm lấy tay Thẩm Ly, mới khiến cho nàng phải biết sai vẫn cứ đâm đầu.